con thì con chào tất cả các cô các chú ở đây, ông bà cô dì chú bác ở đây được không nào? Rồi, có tuyệt vời không ạ? Rồi, và ngày hôm nay thì con có thể giới thiệu một chút về mình để cho tất cả mọi người, quý vị đại biểu cũng như là mọi người ở dưới này có thể được biết được không nào? Tên là gì? Biệt danh thường ngày của con ở nhà là gì nhỉ? À, và ngày hôm nay thì Sang sẽ biểu diễn một tiết mục nhảy gì dành cho tất cả các ông bà, cô dì, chú bác cùng tất cả mọi người được không nào? À, con có thể giới thiệu tiết mục của mình được không? À, sẽ là một tiết mục nhảy ạ. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau hướng mắt về sân khấu để cùng nhau đón chào tiết mục nhảy Cosplay Lại, một tiết mục của Blackpink đến phần thể hiện của bạn Minh Anh, Sam Sam. Xin một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị đúng không ạ? Xin mời. Rồi bây giờ này, bây giờ là nhớ nhớ nhá, đấy chưa, quy tắc đây này, nghe chú quậy tỏ đi. Ôi giời ơi, này quà quà của chú quậy nhiều lắm. Đấy, đấy nhạc rồi, quậy nhiều nhạc càng tốt nào. Ôi giời ơi, này tí nữa chơi thêm nhạc thôi. Ôi giời ơi, có mỗi cái lòng nhà tôi mà cũng cầm hộ người ta cơ. Bye bye. Rồi, ôi giời ơi, ngắn ngắn lắm rồi đây này. Thôi, ông kia này đây. Đấy. Nhanh chóng nào, rồi, cái video giới có thể cổ vũ cho bạn nào. Nhạc đâu, nhạc, ừ, đang có nhạc, nhanh chóng đâu.